cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km, trong đó đoạn qua tỉnh Hậu Giang chiếm hơn phân nửa chiều dài toàn tuyến. Các gói thầu triển khai hơn 140 mũi thi công, huy động 440 đầu máy và hơn 1.000 nhân sự cho toàn tuyến. Qua hơn 11 tháng thực hiện, tiến độ đạt gần 12% giá trị hợp đồng, chậm hơn khoảng 5 tháng so với kế hoạch. Riêng đoạn qua tỉnh Hậu Giang đạt gần 18% giá trị hợp đồng. Điểm nghẽn chung là thiếu nguồn cát san lấp. Tổng nhu cầu cát đắp nền toàn dự án ước hơn 18 triệu mét khối. Nhưng tới nay chỉ cung cấp được khoảng 3 triệu mét khối. Khắc phục khó khăn về nguyên vật liệu, các đơn vị thi công huy động nhân lực và trang thiết bị tập trung thực hiện đường công vụ kết nối để xây dựng các cầu dược, cầu tạm nhằm kéo giảm tình trạng chậm tiến độ. Tới nay, các đơn vị thực hiện hơn 40% số lượng cầu. Kiểm tra thi công tại nút giao IC3 ở huyện Phụng Hiệp và IC5 ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị trong thời gian chờ bổ sung nguyên vật liệu, các nhà thầu cần phối hợp tính toán và phân bổ, chia sẻ nguồn cát giữa các đơn vị để tránh chỗ thừa, chỗ thiếu, đảm bảo tiến độ chung toàn tuyến. Cát ấy thì mình sẽ làm sâu đến từng cái gói thầu một. Đấy, ngoài cái tiến độ cái chung ra nhưng mà phải làm sâu đến từng gói thầu một, tránh trường hợp là có những cái gói thì lại thừa mà có những cái gói thì lại còn thiếu. Rồi là điều phối, có thể là điều phối rộng ra, rộng hơn, thay vì là trong một gói thầu có thể điều phối rộng hơn. Đấy, bởi vì đến đoạn sau thì sẽ tất cả đều có mà. Đấy, cho nên ví dụ như đoạn đầu mà cái trữ lượng, một là tổng trữ lượng, hai là trữ lượng từng ngày, đúng không? Đấy, mà mình thấy rằng vẫn mình sử dụng không hết thì nên là hỗ trợ cho các cái nhà thầu khác ở các gói thầu khác. Đấy. Còn sau này giả sử cần thì lại hỗ trợ lại. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của nhà thầu và công nhân, động viên các đơn vị tiếp tục khẩn trương thi công, đưa dự án về đích đúng hẹn. Bộ Giao thông Vận tải sớm có ý kiến để các tỉnh có mỏ cát tăng thêm công suất và sớm hoàn thành thủ tục để tổ chức khai thác các mỏ cát mới ngay trong tháng sau, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nguyên vật liệu, tăng công suất thi công công trình khi vào mùa khô. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không khí thi công các tuyến cao tốc khẩn trương trên khắp cả nước. Đối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đơn vị thi công đang ở giai đoạn nước rút để đảm bảo mục tiêu chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Cao tốc này là khớp nối cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 120 cây số. Công trình đưa vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải tuyến quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian đi lại chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 4 giờ như hiện nay. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đại diện chủ đầu tư dự án và các nhà thầu yêu cầu thảm xong nhựa toàn tuyến trước ngày 10 tháng 12 và hoàn thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thời điểm này, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành móng cấp phối đá dăm toàn tuyến, thảm bê tông nhựa trước, thi công đồng bộ cuốn chiếu các hạng mục, lan can, khe co giãn, lề đường, gia cố mái ta luy, hệ thống an toàn giao thông, báo hiệu, chiếu sáng, giải phân cách, đảm bảo hoàn thiện các thủ tục, đưa dự án vào khai thác đúng thời gian dự kiến. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23 cây số, có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn 1, cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 cây số một giờ. Dự án khởi công đầu năm 2021, đến thời điểm này đạt tiến độ tổng thể khoảng hơn 80%.